chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube nha mọi người ơi. Lê Đáy Heo. Và đây là Hành Viên đang đi quay clip. 2, 3. Và tới đây em sẽ review cho cả nhà xem, đó là cây xoài trái quá trời trái, rồi chụp hình chụp các kiểu nha mọi người. Đây là hành trình đi quay clip. Quá trời ngon luôn cây xoài nè, trái quá trời luôn cả nhà ơi nè. Trái nè mấy bà ơi, cái nào. Nhưng mà quan trọng là không phải xoài của em, xoài của người ta. Không biết ăn cắp có sao không đó mọi người. Này là mắm đường luôn ạ. Ê, mắm guốc chấm ngon hơn. Xoài non, cái này xoài non chấm mắm guốc. Nè quay cận cảnh cái xoài coi. Rồi luôn. Trời đi ra đây quay cảnh quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Cái này hàng gạo hàng ơ quá trời luôn nè mọi người. Đó, cảnh đẹp chưa cả nhà. Đó, rồi dưới đây nè, sông nước nè, bèo nè mọi người. Đó, xuống đây nhảy xuống. Rồi cầm cây gì quay của heo. Nó cầm cây giống như xe tăng. Tăng 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 tăng. Giống hình trình. Ê. Rồi. Này là đường tăng với lại chân bắt giới nha mọi người. Mấy con này nó khùng quá cả nhà. Rồi. Hello mọi người. Đây là hậu trường của chị em tôi đi quay clip nha mọi người. À, đây. Đó. Đây. Đây là bèo. Bèo này là có con kiến hôi dưới đây nữa. Có hoa cỏ mùa xuân. Và dưới đây nó rất là ngứa luôn. Thối nữa. Và cái cầu này nó không có an toàn chút nào hơn. Nằm xuống rồi. Không thể xuống được nữa. Nó sẽ bị sập luôn cả nhà ơi. Đây là hậu trường đi quay clip cho cả nhà. Đây là cảnh vườn nhà em. Dưới đây là nuôi ốc với lại nuôi cá. Cá hú. Cá hù, sắc hú còn gọi là cá tra đó mọi người. Còn đây là vườn chim chơm, em hay quay cho cả nhà xem. À, đang có bông cả nhà ơi, đang có bông nha mọi người. Đó, rồi chụp hình chụp ơ. Bữa nay em đi vườn nha cả nhà, mặt đầm đi vườn tưới cây nha mọi người. Đây là cái máy tưới nước. Máy nước tưới nước nha cả nhà, tưới cây nha mọi người. Bây giờ em giật là hệ thống nước đó, nó sẽ xịt lên đầy hết trơn nè. Đây là hệ thống nước kìa, đây là hệ thống nước này nha. Đây là hệ thống nước của em làm nha mọi người. Em giật cái là nó sẽ phun nước hết khắp cái khu vườn này luôn nha. Dạ về mấy chị thì coi em giật máy nha. Dạ mấy bà tin tôi giật lên nước không? 1, 2, 3. Rồi hư máy rồi. Nó chưa chứ giật không nổi mấy bà ơi. Cái này em biết giật làm sao luôn. Hồi phá hư máy anh tôi chửi tôi chết. Cái máy của anh tôi đó. Chơi thôi cả nhà ơi. Đây có trái bích nè cả nhà ơi. Cảnh này đẹp quá trời nè. Ngồi đây chụp hình là nhức nách luôn nè mấy bà. Ngồi đây ngồi có con gì nó bò vô cái ấy là chết luôn. Nè trái bích nè. Trái bích này bự rồi nè. Cái này bích này có trái bự rồi nè cả nhà ơi. Nè thấy không, cái bích nhà em không. Đang cho ra trái nè cả nhà ơi. Cảnh này là rất là đẹp luôn nè mọi người. Bây giờ em sẽ Sophia. Lựa ngay cái góc nào đó Sophia nè. Đó giống gì nè. Lấy ảnh cỏ từ dưới đây lên nè nha cả nhà. Rồi tao kiểu đi. Rồi kiểu thứ hai, rồi kiểu thứ ba. 2, 3, 2. Con gì á. Hồi như nó nổi sỉ chết luôn các bà ơi. Thôi, quay cho cả nhà tham khảo thôi. Chịu đi vườn kiếm cảnh đi quay clip thôi. Cả nhà đó là đầu tư của em nha mọi người. Khi mà mấy chị bán hàng ra kinh doanh thì cũng đầu tư giống như em như đó cả nhà. Bỏ công, bỏ sức ra đầu tư để làm một cái clip rất là cực luôn. Đó, chỉ có mấy giây thôi nhưng mà phải đầu tư rất là cực luôn. Rồi cái đầm dục đằng kia nữa rồi. Dục đồ hết trơn rồi. Rồi bye bye cả nhà nha. Quay một khúc cho mấy chị em nhà mình tham khảo thôi. Chị em nhà mình ai bán hàng gì đó thì ví dụ như mấy chị vào trang của em á, mấy chị cứ xem tham khảo. Em quay clip hoặc gì đó thì mấy chị cứ bắt chước theo. Chứ bây giờ kêu em chỉ em cũng không biết chỉ sao luôn á mọi người. Thì mấy chị cứ đầu tư quay clip cho nó đẹp. Mình up để mình lấy tương tác nha cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nè.